ฮะHehehehe
Để anh chị ở đây một mình đào đấy thì có thể ăn hết. Lão Tư nướng ở đây. Lão Tư đi lấy cái bánh xe đó. Vừa nãy nha. Vừa nãy anh chị vứt cái bánh xe của Lão Tư đi. Mai Lão Tư có cái đồ chơi. Lão Tư nướng ở đây. Lão Tư đi lấy cái bánh xe đó. Nước khoai, nước sắn ở đây mà. Chị nó chạy đi đâu rồi?
một đêm chiều. Hết rồi.